Dù như mình ở ngoài đời mình đi có chồng đi, lâu lâu về thăm cha mẹ, tự nhiên mình tủi than phận má hồng. Đi có chồng mà bị đánh đập chửi mắng, làm dâu mà bị la gầy, bị ăn hiếp, về thăm cha mẹ tự nhiên thấy tủi than. Tủi than là cái gì mà tủi than? Là nhớ là ngày xưa ở nhà cha mẹ mến tay mến chân thương yêu, lo lắng, không làm động móng tay, cha mẹ không có la gầy bao nhiêu. Mà bây giờ về làm dâu nhà người ta bị gầy la chửi mắng, thấy không? Bị ăn hiếp nên về cái tự nhiên thấy tủi thân phận má hồng mà khóc. Nó còn mình giờ mình ở đây mình tu hành, mình hướng đến giải thoát, mà mình gặp người thân mình, đúng là mình phải là có tâm lực, nguyện lực, trí lực để mà mình giải quyết được nhiều vấn đề. Vậy thì người ta gặp mình cái người ta muốn tu. Còn giờ mình trong chùa mình tu, mình gặp người ta là mình than thở, mình khóc lóc. Bộ trong đây người ta ăn hiếp đáp mình, hoặc ta bỏ đói khát mình hay sao? Mình vậy làm sao mình độ được người thân mình? Nên mình muốn độ được người thân mình là bản thân mình phải tích tụ một cái nguồn năng lượng rất là cao. Mà cái nguồn năng lượng nó giúp cho đầu óc mình rất là sáng. Nhớ nghe, cái nguồn năng lượng nó giúp cho cái đầu óc mình rất là sáng. Mình giải quyết vấn đề gì cũng nhanh hơn người. Giống như bây giờ những đức ví dụ mà điện đủ thì đèn sáng nè. Giống như bị đốt cái đèn dầu mà hết dầu thì sao mà đèn dầu nó cái đèn nó còn sáng được. Nó hết dầu là nó tắt. Hiểu không? Con người mình mà khi hết năng lượng á là quý vị biết rằng là con người mình nó sẽ ngu lắm. Nó rất là ngu luôn. Và nó sân si. Sân si rồi nó phiền não đủ chuyện hết trơn á. Khi nó hết năng lượng là sân si nó phiền não. Đó, nên có một cô cha cô vừa mở mắt, cô vô chùa cô khóc suốt, nhà Đức nói cô khóc mới giải quyết được vấn đề. Cô không thể nào đem cái khóc mà hồi hướng cho cha cô được đâu. Mà cô phải niệm Phật, cô còn sống ở cuộc đời này cô phải làm gì ý nghĩa? Tại vì tương lai mình cũng sẽ giống cha mình, sẽ chết giống cha mình. Nên bây giờ cô phải niệm Phật, cô phải làm thiện, cô phải sống cho tốt, để cô đem cái thiện tâm của cô làm được cô hồi hướng cho cha cô. Lúc còn sống thì chia cho nhau cơm ăn áo bằng, nhưng khi chết rồi thì chỉ có chia công đức phước duyên cho nhau thôi. Nên lúc này không phải là lúc than thở khóc lóc. Cái than thở khóc lóc nó không giải quyết được vấn đề. Thí dụ như mình, cha mẹ còn sống, mình nên phụng dưỡng cha mẹ của mình lúc cha mẹ của mình đang còn sống. Còn lúc mà cha mẹ chết rồi, dù có mâm cao cổ đầy, có tổ chức đám ma linh đình, có làm lớn lao cỡ nào, kèn trống thổi cho banh cái xốp, nó cũng có kết quả gì nữa. Cái kết quả là lúc cha mẹ còn sống, mình ở nhà, mình lo cho cha mẹ đàng hoàng, phụng dưỡng cha mẹ, coi cha mẹ thèm ăn cái gì thì mua cho cha mẹ ăn, cha mẹ cần đồ đẹp gì khỏi cần, mình mua cho cha mẹ trước đi, biết gì mà cần. Thì mình lo cho cha mẹ cơm ăn áo bận, về sắc thân mình lo cho cha mẹ đàng hoàng là lúc cha mẹ còn sống. Còn lúc chết rồi mình làm chay, mình làm đơn giản bình dị thôi. Quan trọng là tụng kinh niệm Phật, làm thiện. Rồi cái ngày đó, ngay ngày cha mẹ mình chết, hoặc là qua ngày cha mẹ chết, mình mua gạo mình cho người nghèo, mình những ngày từng thắt niệm Phật, rồi mình phóng sanh, mình làm những việc lợi ích khi ngày của cha mẹ mình, mình đem cái việc này mình hồi hướng cho cha mẹ mình, thì cái việc này nó ý nghĩa gấp trăm ngàn lần hơn là mình tổ chức linh đình nhậu nhẹt rồi uống rượu uống bia rồi sát sanh ăn gà ăn vịt. Đừng có làm điều đó. Thì lúc cha mẹ còn sống không cho ăn, mà lúc chết đi cúng quá trời luôn, cúng heo sữa, cúng bò sữa, cúng tùm lum đồ ăn mà cha mẹ có ăn được đâu, đúng không? Đó, nên mình phải làm sao mình biết cái việc gỡ cho cha mẹ mình, nên mình gỡ cái điều mà lợi ích nhất trong 49 ngày, để một bên á là người ta gịch cha mẹ mình đi vào con đường khổ, một bên là người ta kéo cha mẹ mình đi vào con đường thiện. Thì bây giờ mình gỡ cái thiện để cái lực lượng thiện của cha mẹ mình mạnh, để mà đưa cha mẹ mình qua cái thiện để siêu thoát. Còn nếu như bây giờ mình còn sát sanh hại vật thêm thì không khác nào mình đẩy qua bên ác cho cha mẹ mình. Đã lực lượng ác nó mạnh rồi mà còn đẩy qua ác thêm thì ác nó gịch cha mẹ mình đi vào con đường ác luôn. Nên quý vị ơi, chúng ta nghe đạo nó lợi ích lớn lắm. Mình biết nên làm gì để cho ông bà cha mẹ mình được lợi ích. Nên những đức nói rằng
cha mẹ mất, mình đi vô chùa mình tu được 49 ngày. Những đức nói bây giờ người ta nói người ta đuổi việc làm cũng tu 49 ngày nữa. Tu xong 49 ngày đuổi thì đuổi. Những đức tin 100% cái chữ hiếu nó phước báo lớn lắm. Nên người xưa nói câu hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, mà hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Đã là hiếu rồi thì không có thiếu đâu, đừng có sợ. Muôn vật sinh sôi sao mà thiếu. Nên từ nơi đó người làm con mà mạnh dạng làm việc này, phát tâm mạnh dạng làm việc này, đi vô chùa tu 49 ngày hồi hướng cho cha mẹ. Cái việc làm này của quý vị nó ý nghĩa dữ lắm. Mình nghĩ là lúc cha mẹ còn sống mình lo cho gia đình, mình không có phụng dưỡng cha mẹ được, không làm được. Tại vì mình cũng gia viên một gia đình. Bây giờ bỏ gia đình này mà nhảy vô gia đình kia cũng khó khăn dữ lắm. Thôi bây giờ mình chỉ còn có cách là trong 49 ngày mình cố gắng làm được những việc thiện, việc tốt gì để mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đây mới là chỗ mà được nhờ nè. Chứ không phải là mình mâm cao cổ đầy cúng linh đình đâu. Không phải là mình á, cha mẹ thèm ăn gà luộc hoặc thèm ăn thịt heo quay, rồi cái ngày chết xong cái cúng: mẹ ơi mẹ, mẹ thèm con gà luộc, con luộc con gà con cúng cho mẹ nè, mẹ ăn đi mẹ, một chút xíu con đem xuống con ăn. Vì coi á, lúc mà cha mẹ ăn được thì không cho ăn đó. Mà có nhiều người á, ngoài đời nghe người ta khen, nghe người ta khen là đám dỗ đám ma to, ô anh ba, ô anh sao mà anh có hiếu gì đâu mà giữ gì anh ba, cái đám ma của mẹ anh gì đâu anh làm lớn gì đâu mà to, ô cả cái xóm này nó khen anh, đừng có nói nữa. Mấy cái thằng nói đó là mấy thằng gì vì biết không, nó lỡ nó ăn chực á. Nó lỡ nó ăn chực đó nên nó khen quý vị đó. Sau lưng người ta chửi quý vị te tua, nó nói dục cái thứ ác ôn. Lúc mẹ nó còn sống nó để cho ăn dầm nằm về, rồi bệnh đau không chăm sóc không ngó ngàng, rồi ăn uống heo hút bà chết queo. Bây giờ bà chết đi nó cúng mâm cao cổ đầy, dùng cái thứ ác ôn. Còn mấy cái thằng lỡ ăn chực được thì nó khen: tàu ô anh biết không anh ba, cả cái xóm này nó khen anh, đừng có nói nữa. Nó khen anh là hiếu số 1. Ôi ôi mẹ cha anh chết mà anh khóc gì đâu mà nước mắt anh muốn trôi cả cái xóm đi luôn. Trời ơi nước mắt cá sấu. Lúc cha mẹ còn sống thì không có quan tâm ngó ngàng đâu, mà lúc cha mẹ chết đi rồi mới khóc. Quý vị biết rằng trong cái cõi đời này chúng ta nhiều người bị dính cái này lắm quý vị. Dính nhiều lắm, nhiều lắm quý vị ơi. Hiểu chưa? Nó dính thôi đầy hết chứ. Nó không? Nên rồi sau này con mình nó cũng trả ý ráng cho mình như vậy mà thôi. Đúng không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nghe rồi, mình nên tranh thủ cái thời gian á, mình ở ngoài đời á, mình làm được việc gì cho cha mẹ được mình làm đi. Rồi á, đặt mấy chiếc máy nghe pháp của chùa gửi cho cha mẹ của mình nghe, để cho cha mẹ mình biết thêm Phật pháp đi quý vị. Cái việc này hữu ích dữ lắm. Cái còn sống là còn cơ hội đó. Rồi hoặc là cha mẹ lớn tuổi, mình dẫn dắt cha mẹ đi đến chùa, mình lấy rai nè, qua chùa mới đồ cho tu. Rồi nói: mẹ thấy không, ba thấy không, trời ơi trong chùa vậy đâu mà cái hoàn cảnh nó rộng rãi, nó thoáng mát, mà nhà cửa gì đâu mà 4 tầng, mà đi thang máy vèo vèo vèo, mẹ thấy chưa, nhà mình mà đâu có được gì đâu, cả đời của cha mẹ sống đâu có được gì đâu, mà giờ ở đây hòa thượng ngày xây chùa chiền gì mà cho mình ở mà không có đóng tiền đóng bạc gì hết trơn. Mẹ suy nghĩ kỹ đi, ở nhà mẹ còn chăm mấy thằng nhóc nhái ảnh ương, mấy cái đứa con cháu của mẹ, bây giờ bà già rồi mà bà cứ đeo thấy mấy đứa cháu hoài. Mà nhiều bà già tội nghiệp nha. Bà lợi xong bà nói: vô chùa thì cũng thấy thích thầy, nhưng mà tèo với thằng tẻo. Cháu tội nghiệp mấy nhỏ, ba mẹ đi làm hết trơn, bỏ thằng tèo với thằng tẻo, mũi dại chạy tùm lum, quần áo gách te tu, cái quần nó gách đáy,
không ai mai lại hết chứ. Tội nghiệp hai đứa cháu. Con năm nay cũng 78 tuổi rồi, con gắng nuôi nó thêm 3 năm nữa con vô chùa. Vì thấy không? À, quý vị biết rằng rửa mông cho con xong bây giờ rửa mông cho cháu tiếp tục. Có không? Có, xong có. Nói gì cũng có. Thấy chưa? Trong khi người ta xây sẵn hoàn cảnh vậy mà không đủ phước duyên để ở. Mà vô đâu có đóng các bạc nào đâu. Vô niệm Phật rồi tới khi cặn tử nghiệp người ta hộ niệm đưa tiễn đi. Nó có một bà cụ bà 100 tuổi. Bà ở trong chùa hơn 20 năm. Mà ngôi chùa đó có ông thầy. Đúng ông thầy một lúc bà 20 năm thì bà còn khỏe, bây giờ bà 100 tuổi rồi. Mà bà khỏe dữ lắm. Thì đến khi mà bà mà mới vô đây mấy tháng thôi, bà yếu, bà lớn tuổi rồi. Ông thầy đi suốt rồi. Xong rồi thấy cái mồi không ổn. Thì lúc đó mới nói thầy ơi, con ở đây phục vụ Tam Bảo hơi hai mấy năm, bây giờ con lớn tuổi con làm con không được cái gì bao nhiêu, thôi con xin thầy có một ngôi chùa nuôi nhiều người già lắm mà có ban bể lo, con xin thầy cho con vô ngôi chùa đó con ở. Ông thầy nói ừ, bà yếu rồi thì thôi bà vô đó đi. Rồi xong bà vô đây, bữa nay bà yếu rồi đang hộ niệm chứ, thấy không? Đó, vì coi có ban bệ lo lắng sắp xếp hết trơn. Hồi nào chiều gặp mấy đứa con, mấy đứa con bà nói mẹ con có cái tâm nguyện ở trong chùa, ở trong ngôi Tam Bảo. Bữa đó vô bà yếu rồi, nó hỏi mẹ bà mẹ muốn về nhà không. Bà nói không, đời của mẹ ở trong chùa mấy chục năm rồi, bây giờ gặp cái ngôi chùa niệm Phật gì, các con để cho tâm nguyện mẹ được tròn vẹn, được ở trong chùa, được mắc trong chùa cho quý thầy lo lắng đàng hoàng. Mà chùa mình nó có một cái ban bể lo lắng, hộ niệm xong rồi hết á, 24 tiếng mắt đâu có ai động đậy đâu, trời ơi. Ở nhà đâu có được gì đâu. Ở nhà mà mình vừa mới chết đi, có khi con lỡ nó nắm tay nắm chân nó kéo, nó giật mình. Nó mà nhà Phật nói rằng con người vừa mới chết linh thức chưa có ra. 8 tiếng đồng hồ mà chưa đi mình chấp nặng, mà mình vừa chết đi là nó nắm tay nó kêu, "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Nó vũ giật, nó giật cái kiểu đó mình không nói được tại mình chết, nhưng mà tâm thức mình nó còn nằm trong thân, nên lúc đó mình nói mày buông cái tao đau, buông tao ra, sân si nổi lên là đỏ luôn, thấy chưa? Ở trong chùa người ta biết được, nên yếu là người ta hộ niệm trước để người ta phát cái thiện tâm, người ta giúp đỡ. Xong khi mắc người ta niệm thêm 24 tiếng đồng hồ, quý vị thấy nó lợi ích chưa? 24 tiếng đồng hồ xong mà người trong chùa tắm luôn, các cụ nữ thì các cô nữ tắm, các cụ ông thì các thầy các chú tắm, thấy chưa? Người ta làm bài bản đàng hoàng luôn, quý vị thấy chưa? Rồi tắm xong niệm đàng hoàng hết trơn, niệm thêm ngày nữa, một ngày nữa xong người ta đưa lên đài quả táng, xe chùa đưa đi, theo đoạn đường tiếng niệm Phật vang vọi, thấy không? Thấy không? Đặc biệt cụ thắng chưa? Vậy đó mà tuổi già còn không chịu tranh thủ vô để ở. Rồi mình làm con mà mình nhìn thấy cái cảnh tình này, mình dẫn cha mẹ vô để gieo duyên, để mình khuyên cha mẹ, con biết rằng con ở nhà con cũng nuôi cha mẹ được, mà con tin chắc 100% không bằng quý thầy nuôi mẹ ơi. Con thấy con không có làm được như quý thầy, không biết vì con còn gia duyên chuyện gia đình quá, con không làm được cho mẹ được điều này đâu. Thật sự mẹ ở nhà thì con cũng nuôi mẹ đàng hoàng thôi, nhưng mà không thể nào bằng quý thầy trong chùa nuôi kiểu này được, vì quý thầy có một tổ chức mẹ. Bà còn khỏe, còn đi được, tắm rửa được, còn ăn uống được, thì cho tập sự cho bà vô đi. Cái điều đó nó quý biết bao nhiêu, mà thôi nói phận làm con mà giúp cho cha mẹ để đưa tiễn cha mẹ về thế giới cực lạc, quý vị. Nên những cái điều này nghe khắp nơi nơi nghe để ý một chút xíu. Nó cái người mình trong chùa vì sao mà quý vị coi, quay phim đi, cái chúng chùa mình họ sáng lắm quý vị ơi. Quay phim đi, chúng chùa mình đẹp lắm. Như bữa nay những đức nổi một mụn mà vẫn còn đẹp mà. Đúng không? Dạng pháp mụn mụn này nổi kỳ cục, nói ngay mặt tiền. Hiểu không? Nên từ nơi đó con người mình á, mà một nụ cười mình phát lên mình vui, mà cái tập thể này thôi, vì biết vì tích tụ nguồn năng lượng cao cỡ nào chưa? Rồi mỗi ngày á, mỗi buổi ăn cơm là lúc nào cũng cười được vài nụ cười, vì thấy không? Một ngày chùa mình cười rất là nhiều, mà đi đâu cũng phát cái thiện tâm, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Đó. Mà cả cái việc mà mình đi về phòng mình nằm ngủ mình cũng nghe có Phật hiệu. Quý vị coi chùa mình giống như được sông ớt có Phật hiệu vậy đó. Nhưng mà quý vị đi vào đây vì phải nhập cảnh nhập duyên á,
Quý vị cảm giác nó bình an kìa. Vì cảm giác bị buông xuống vạn viên gia đình á, thì quý vị tu nó sẽ có kết quả lớn dữ lắm. Còn muốn cầu an cầu siêu cho cha mẹ là phải buông xuống vạn duyên, ở trong chùa tu, tu cho thật tốt thì mới cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình được. Đó. Quan trọng là chỗ đó đó. Còn mình đi vô chùa mình còn lo việc nhà, việc này việc kia, nó không có kết quả đâu. Nó phân tâm ra. Một lúc không thể nào đi hai con đường đó quý vị, chỉ có một con đường thôi. Nó giống như bữa đó con Liên Hỷ ấy, nó xào cho những đức một dĩa rau muống, xong nó mới lấy thêm một dĩa rau muống nữa của ông Liên Nhẫn xào, nó đem ra mà cũng là rau muống, mà nó đem ra hai dĩa rau muống. Cuối cùng mình nói hai dĩa rau muống sao ngộ gì, đúng ra một dĩa là được rồi, vì sao mà hai dĩa kỳ cục vậy ta. Mình trong bụng mình nói chắc rau muống này lạ, rau muống này chắc là hai dĩa xào lạ đấy. Mình ăn xong mình nói ủa cũng vậy thôi, vì sao nó lại gấp hai dĩa rau muống người ta. Trong lòng mình cứ nao nao, mình nghĩ hai dĩa rau muống, cuối cùng hai dĩa rau muống còn y nguyên, không ăn được luôn. Vì sao? Vì mình nghĩ nó lạ, vì sao mà nó hai dĩa rau muống, tự nhiên đi nó đi gấp hai dĩa rau muống à. Thấy không? Còn thí dụ như bữa nấu phở thì nó đem ra tô phở, nó bớ thêm tô cơm, mình nói phở ăn cũng không được mà cơm ăn cũng không xong. Nhiều lần vậy rồi mình nói thôi dẹp phở giùm tôi đi, tôi chiên nhất cơm cho nó xong cơm. Còn nếu không dẹp cơm tôi chiên nhất phở. Cái gì chỉ có một mà, chứ hai không có được. Nó đem ra tô cơm tô phở, mình ăn cơm ăn, vừa ăn cơm nghĩ đến phở. Cái tâm tham mà kỳ cục. Mình vừa ăn cơm mình nghĩ để ăn miếng phở, ăn miếng cơm vừa vừa để ăn phở. Thì cơm ăn không xong cơm, mà phở ăn không xong phở. Nó đem ra hai dĩa rau muống, cuối cùng hai dĩa rau muống y nguyên, không ăn được cái gì hết trơn. Mình nói ô thì ra là đời người á, cái gì học thì phải chiên, tu phải chiên, thấy không? Cái gì cũng vậy, phải chiên, chiên thì chín. Thấy không? Chiên thì chín. Đừng có hai ba con đường. Nên chùa mình tại sao mà tâm người an vui vậy? Vì chiên. Họ không có bị phân tâm tùm lum, họ không có nao nao cõi lòng, họ thông suốt cái tâm, họ thoáng tâm rồi, nên họ an lạc. Như cô Chính mình bây giờ, bà còn trẻ ngày xưa nữa. Là tại vì cô Chính bà thoát cái tâm rồi. Cái tâm mà vúng víu này kia bà thoát nhiều lắm rồi nên bà trẻ. Còn ngày xưa bà vúng víu tá lả âm binh, đủ thứ chuyện vúng víu. Như Hòa Thượng mình bây giờ ngày còn trẻ ngày xưa nữa. Hồi xưa như Đức mới xuống đây, Hòa Thượng không trẻ bằng bây giờ nghe. Tuy hồi đó Hòa Thượng khỏe hơn bây giờ, nhưng mà Hòa Thượng không đẹp bằng bây giờ. Là vì sao? Vì qua giờ bây giờ Hòa Thượng tâm Hòa Thượng vui quá. Chùa Hòa Thượng xây tự nhiên Phật tử về tu đông ào ào, người ta đi đòn đòn, người ta đi niệm Phật, Hòa Thượng vui chứ. Cái cảm giác mình xây ngôi chùa mà nhiều người tu vậy mình vui lắm chứ quý vị. Trời ơi, mình tạo ra cái nhà mà nhiều người ở mình vui chứ. Bây giờ mình cắt nhà cắt chùa mà không ai tu mình buồn chứ sao không buồn trời. Cái cơ ngơ tạo lên mà nó không có kết quả thì buồn chứ làm sao. Bây giờ Hòa Thượng ngày vui vậy lắm, nên tâm trạng ông ngày ông vui. Mà ông vui thì có phước, mà phước thì ông sống thọ. Nên Hòa Thượng mình là sống thọ là chắc chắn. Vì sao? Vì ba bốn đạo tràng này niệm Phật mỗi ngày mà không thọ mới sợ. Quý vị biết đại lão Hòa Thượng Tịnh Không đúng là năm 45 tuổi ngày chết rồi. Vậy đó mà lúc ngày bệnh đau ngày buông xuống vạn viên. Còn hai người huynh đệ kia sách số coi là năm 45 tuổi cùng chết, mà hai ông kia chết queo, mà không phải niệm Phật, chết queo. Tới Hòa Thượng Tịnh Không bệnh ngắt nghèo, năm 45 tuổi ngài nói rằng tới rồi, được rồi, giảng pháp cũng buông luôn, buông sạch, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Hòa Thượng Tịnh Không từng giảng nói rằng năm 45 tuổi nếu năm đó mà tôi chết thì năm đó tôi giảng sanh phản hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà tôi buông xuống vạn viên, tôi niệm Phật, tôi còn trách nhiệm với cõi đời, nên tôi khỏe lại. Qua một tháng sau tôi khỏe lại, là buông xuống vạn viên niệm Phật cầu giảng sanh thôi. Rồi ngài khỏe lại, ngài khỏe lại tiếp tục ngài sống thêm hơn 45 năm nữa. Rồi không? Hòa Thượng Tịnh Không là sống hơn 45 năm nữa, gần 50 năm. Hòa Thượng Tịnh Không sống thêm gần 50 năm nữa quý vị. Nói quý vị nghĩ đi, từ nơi đó mà khi con người mà vui an lạc tự tại, phước nó rất là lớn. Khi con người mà buồn nghe quý vị là con người này sẽ mau chết. Nên á, cái gia đình nghèo mà cha mẹ mà buồn khổ hiu hắt á, là mau chết.
Cái người già buồn khổ là mau chết quý vị à. Nên mình nuôi người già không phải là mình mong cho bà già này mau chết giảng sanh, tầm bậy. Bà tuy già bà nằm ở trong phòng vậy vậy, nhưng mà buổi sáng mình phải đẩy bà đi chơi, mình đẩy vòng vòng chùa đồ, mình lấy xe gùa mình kéo bà. Hiểu chưa? Mình lấy xe gùa mình kéo bà cho bà chơi, mình bắt bên mình để lên xe gùa mình kéo bà, mình đẩy bà đi nè. Hoặc mình lấy xe đạp mình gịch bà. Mình làm sao biết mà cho bà già này bà vui, bà vui bà an lạc, rồi sáng mình đem cái ga nắng mà phơ bà. Phơ chút đem vô tôi nghe trời đừng có phơ quên. Đem bà già ra bà không biết đi đâu, bà bị mắt mờ mà hai cái chân yếu đi không được, mà đem cái mà nắng phơ mà đi lau nhà mà quên mất tiêu. Đi lau nhà xong rồi đi uống cà phê, đi ăn uống cái nữa, giật mình 11 giờ trưa. Đi ra thấy bà héo queo như con khỉ khô. Có kiểu này là ác dơ ác đức chứ đừng có nói mà thương người. Nghĩa là nắng buổi sáng đem ở ra phơ một chút thôi, cho bà phơ nắng phơ gió một chút rồi đẩy vô liền, chứ đừng có đem rồi đó rồi đi làm việc quên mất tiêu bà. Ngồi cái kiểu như mà không thấy đường rồi không nói chuyện được, rồi ngồi đó hoài mà tới 11 giờ trưa thì héo queo chứ sao. Đó là ác đức dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên từ nữa đó giúp cho các cụ vậy đó thì mấy bà vui, bà vui mới sống thọ thêm. Kệ bà, con kiến nó còn muốn sống à, không chỉ con người, ai mà muốn sống. Nên mình giúp cho người ta vui, cho người ta sống thêm. Chừng nào thọ mạng người ta đến thì người ta đủ phước đức, người ta niệm Phật về cực lạc, thêm ngày niệm Phật ngày, phước đức tăng ngày, giảng sanh thù thắng hơn. Nên mình thương vậy đó, nghe không? À, đó. Nên chúng trong chùa mình á, mỗi ngày bình yên lắm. Bình yên an ổn lớn nhất của đời người là gì? Là bình yên á. Cơm ăn áo bặn, cuộc sống ổn định. Nên mấy cô làm chứ chưa về phòng là nằm ngủ ngon lành đúng không? Quá bình yên. Nhiều người ta khổ, người ta đi làm về xong người ta chui xuống dưới cái sàn nhà, người ta moi móc rác, người ta quét sẹt, người ta dọn nhà, người ta làm đủ chuyện, người ta không được ngủ trưa luôn đó quý vị. Mình làm xong là chưa gì mình ngủ được tiếng mấy đồng hồ à, thấy nó bình an không? Cái quan trọng nhất là cơm ăn áo bằng không cần lo, đây là hạnh phúc lớn nhất rồi. Còn nếu không mình bận tâm hoài cả đời mình sao bình an được đây? Nó nên chùa mình rất là bình an, có người trong chùa mình sống thọ lắm, sống rất là thọ. Nên nó như những ngôn này chừng sống hơn trăm mấy. Sống thọ lắm. Ai cũng vui mà. Các vị coi một cái cây nó tươi tốt thì nó thọ, một cây nó héo queo thì nó mau chết chứ làm sao. Nên quý vị nhớ nè, con người mà buồn là họ mau chết đó quý vị ơi. Tuy là nói là thọ mạng, họ là lớn tám mấy tuổi, nhưng họ buồn họ mau chết á. Tại vì họ buồn họ tổn phước, họ buồn mỗi ngày họ tiêu cực phước, họ tổn đi bớt đi, mà phước hết thì người chết chứ làm sao. Đó, nên con người phải thường tích tụ nguồn năng lượng bằng niềm vui á, bằng cái lối sống ý nghĩa, nghĩ thiện, nghĩ tốt, nghĩ những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng có mang một cái tâm buồn dặn ai để trong tâm. Thị vị sống thọ, sống có phước à, mà sống ý nghĩa dữ lắm à. Sống ý nghĩa dữ lắm à. Mình bây giờ ở trong chùa mình tu rồi mà mình vô mặt kiến mình thấy không, mình còn ngắm nghía, mình còn biết cười là biết mình vui cỡ nào rồi. Nó, rồi đầu cổ cạo bóng ngờ thấy chưa. Đó là điều mà mình thấy là mà cái tâm trạng nó vui. Nên mỗi lần mà quay phim chúng chùa mình, trời ơi Phật tử người ta khen. Ồ người ta khen gì đâu mà người ta khen quá trời khen. Liên nhẫn nó nấu ăn, đứng nó nấu ăn mà nó buộc cái về ngang gần cổ. Đứng nấu ăn nó xào đồ ăn, mới xào cách nào không biết. Mà cái ông Mỹ ông vô ông tham quan, vô ông tham quan xong đi sẹt ngang cái ông ra, ông hỏi ở đây ai làm chủ trì. Thì giờ hòa thượng bên kia mấy chú ông dẫn đến gặp Nhân Đức. Thì ông Mỹ ông nói có người phiên dịch lại, ông nói ông đâu có biết, ông nói là vào trong bếp thấy một người đứng xào đồ ăn cao cao bự bự. Nhìn tướng người đó thật là cao ráo.
tôi chưa có vợ. Tôi muốn rước người đó về bên Mỹ. Mọi ngày sống an vui, không động móng tay. Ghê không? Những đức nói lại, những đức nói tờ ở chờ. Người ta đi tu rồi, ông cố nội. Ghê không? Đi vô tới trong chùa rồi đó, mà đứng xào đồ ăn đó, mà cạo cái đầu chọc lóc mà Mỹ nó kết. Nhiều người nước ngoài nó không có biết, nó tưởng đâu là công quả đồ lẽ ra, tao thấy được được thì nó đòi cưới. Lớn tuổi như bà Bạch như vậy mà bê hởm có cái thằng ở Campuchia. Mà nó gặp nó cũng kết, nó cứ dè dặn bà suốt luôn. Nhưng đức mới nhờ mấy chú đưa nó ra khỏi chùa, sợ bà Bạch bà động tâm. Kinh khủng chưa? Nghe ngộ ghê, cái người trong chùa tu họ sắc diện họ làm sao á, mà sức thu hút gì lạ kỳ. À, đó là điển hình một hai người thôi chứ còn nhiều người lắm. Nó nên như bà Đạo Đề Liên Đạo. Liên Đạo mà bà ngồi bà lặt rau với cái kiểu nào, bà ngồi kiểu gì đó không biết, mà cái thằng nước cơm chát vô chùa đó tham quan vậy mà nó cũng đòi ghinh bà đi nữa chứ. Nên nó thôi ông bà là ông, để bà Đạo bà lặt rau cho mấy bà già ăn, bà, ông rước bà đi rồi. Ai lặt rau đây? Liên Đạo á. Bởi vì bà ngồi cẩn thận bà Đạo, bà lặt rau mà bà cứ ngồi cái mùa nước lũ không, cái thằng nước cơm chắc nó đòi rước bà là phải rồi. Nè, anh từ nào đó như cô Liên Nhật cái chùa bên ra. Có 45 kg à, niệm Phật giết mà không biết làm sao. Mà bữa đó có cái ông Mỹ mà râu ria mà ông bự con dữ lắm, mà đứng mà chắc mà bà cô Nhật là đứng ngang cái ngực ổng vậy, mà ông thấy bà Biên Nhật mà ông cũng thích nó trận lên trận. Ghê không? Cô Biên Nhật chùa mình á, nó thôi trời ơi bà già dữ lắm ông nội ơi. Người trong chùa nó niệm Phật có nguồn năng lượng gì ngộ ghê. Nó còn mấy chú mấy thầy mình mà quay phim lên Phật tử người ta khen tàu. Nên quý vị biết rằng là con người ta mà nó vui gì là quý vị biết rằng khi mình vui lên tất cả nỗi buồn nó tan biến hết trơn. Thì công nhận không? À, mà nó có một lực lượng vui nghe quý vị. Nó có một lực lượng vui chứ không phải một người. Mà cái lực lượng vui mà nó đông người gì là nó kết thành một cái niềm vui lớn dữ lắm. Mà mình ở trong cái niềm vui lớn đó, nó xóa tan tất cả nỗi buồn trong cõi lòng. Nó, con người mà mang cái nỗi buồn trong cõi lòng mình nó hao năng lượng ghê lắm. Nhớ nghe, dù cuộc đời của mình nè, nè các cháu nhỏ nè các con, cuộc đời của mình có gặp những sự cố gì trong cuộc đời, hay cha mẹ mình bỏ rơi mình, hoặc là cha mẹ mình chia tay nhau, hay một sự cố gì trong cuộc đời mình, các con nhớ, mình đang còn sống ở cuộc đời này, mình phải sống cho đặc biệt, cho tốt. Nhớ, nhớ nghe. Dù cha mẹ mình lỡ làm một điều gì sai quấy, mình đừng bao giờ vì cái chuyện đó của cha mẹ mà mình đi mặc cảm, để rồi bản thân mình đi lao theo con đường sai quấy, con đường nghiện ngập, hoặc con đường làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Đừng có bao giờ như vậy các con. Chuyện ai kệ người ta,
Chuyện của bản thân các con là sinh mạng cha mẹ cho, là sở hữu bản thân của mình. Bản thân các con phải liệu và phải sống cho thật là tốt, sống có ý nghĩa, sống làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nó chùa bữa nay có đứa bé nó học lớp 11 mà cha cũng là giảng viên trường học hay gì, đại học hay gì, nó ngoài Bắc, bé vô đây gia đình cũng nghe mình chia sẻ Phật pháp, vô đây nó quyết tâm nó ở trong chùa tu, cha đồng ý, gia đình cũng đồng ý, nói là trước nhất con ở 1 năm đi, bé nó đồng ý mà cũng khôn, nó được con cứ ở 1 năm. Nhưng mà nói những đức rằng con ở 1 năm xong con ở tiếp tục luôn, thì 1 năm được rồi ai mà cả, mà cha mẹ cho mình cơ hội đó không? Tiện bề đi tu không cản trở, nhưng bản thân mình phải phát tâm cho mạnh trước Tam Bảo. Mình đã gặp Phật pháp mình đi tu là nó đúng rồi. Mỗi ngày nuôi người già làm gì sai, phục vụ chúng sanh làm gì sai. Nó giống như chùa mình có một cái chú tên An, ông đi tu, nó quay phim. Giờ chị mà cũng tu, gia đình chỉ có 2 chị em, thấy không? Mà thằng em đi tu, vợ nhỏ chị cũng tu. Rồi giờ cha mẹ ở nhà làm gì nữa giờ? Thì tu luôn chứ làm gì, thấy không? Thì coi á, giờ có 2 đứa con mà nó còn đi tu trước cha mẹ nữa. Nhỏ vô đây cạo đầu chùi lũi luôn rồi. Mà học đại học ra trường có giỡn đâu trời, đi làm đâu nãy kiếp. Nhưng mà sao nghe mình giảng rồi xong thấy cuộc đời sao nhiều thứ khổ đau, tình đời bạc bẽo, lòng người đổi trắng thay đen, thấy không? Thấy được lòng người đổi trắng thay đen, tình người bạc bẽo, tình đời hững hờ, thấy mới rồi quên cũ. Từ nơi đó mà nghe mình giảng xong thấy rõ ràng ra, nhìn được cái cõi đời vô thường khổ đau, phát tâm đi tu luôn. 25 tuổi vô chùa tu luôn, cạo đầu chùi lũi luôn. Bé học lớp 11 nay vớt cái đầu luôn, thấy không? Nó phải phát tâm cho nó mạnh nghe. Con đường này đi á, ai cũng đi được chứ, nhưng phát cái nguyện cho nó mạnh. Nhỏ lớn gì cũng phải phát cái nguyện cho nó mạnh, thấy không? Giống như đây cái chú Nghĩa, chú Nghĩa ông đi tu, bên kia anh ông chung đi tu. Giờ cha mẹ có 2 thằng con trai đi tu hết trơn, vậy thì cha mẹ không tu nữa đi đâu? Không lẽ đi tù? Vì nghĩ đi, giờ 2 thằng con trai đi tu, lẽ cha mẹ đi tù? Thì đi tu chứ đi tù cái gì? Vì nghĩ đi, nó rõ ràng không? Con nó đi tu hết trơn rồi còn cái gì? Chú Trung thì bên kia lo bên bảo tháp, còn chú Nghĩa thì bên đây trưởng ban phòng đăng ký. Nó, cha mẹ thấy con đi tu vậy cha mẹ mừng, quý vị coi thấy không? Nó, có nhiều người trong chùa mình mà ở trong chùa mình mà có cả gia đình ta đi tu luôn, mà chia các điểm chùa ra, trời ơi, gặp nhau toàn là người tu không, gặp nhau toàn là hướng thiện không, hướng nhau về Tây Phương Cực Lạc không. Nên những đức nói với mấy cái người vô chùa tu này, cái tâm nguyện phát phải cho mạnh, phát cho mạnh. Thái tử Tất Đạt Đa có tất cả mà còn buông tất cả, còn mình có cái giống ôn gì mà buông, mà mình còn cái gì mà lưu liếng ở cõi đời nữa, nghe không? Không còn lưu liếng gì cõi đời hết trơn, nghe không? Nên trần gian vốn là giả, thật hư cũng là giả, thấy không? Nên từ nơi đó trần gian này vốn là giả mà. Nên mỗi một con người chúng ta mà bây giờ mình được tu hành, mỗi ngày sống thiện sống tốt, bây giờ nấu buổi cơm cho chúng ăn ý nghĩa biết bao nhiêu mà nói, rồi xong dọn cơm ra cho đại chúng ta ăn, thấy không? Mỗi ngày làm việc gì thôi, như một tuần hát cứ làm hoài cả đời, mà ý nghĩa lo cho bao nhiêu con người. Rồi lay quay tới thứ sáu này nè, khiếm thị 4-5 ngàn người, nếu mình không đi tu làm sao mình làm được việc này? Mình giỏi lắm, mình có tâm lắm, mình gặp một người mù đi ngang cho họ 1 ngàn. Chứ làm gì có cái chuyện mà 4-5 ngàn người mà tổ chức cho người được 200 ngàn, bao tiền xe chợ. Những đức nói ngoài đời mà những đức gặp người mù có chừng những đức quýnh luôn. Chứ nói mà cho tiền,
Vì mà bây giờ đi tu không phá cái tâm này, bây giờ mình vô chùa mình làm được việc ý nghĩa này, quý vị thấy mình phải biết đó là cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Hiểu được nguyên lý ý nghĩa đó thì năng lượng mới tích tụ đầy đủ, hiểu không? Nên mình đi vô ngôi Tam Bảo mình phục vụ chúng sanh, mình đừng có mắc cỡ. Không có gì mắc cỡ. Việc làm này là việc làm cao thượng, mắc cỡ gì? Mình ngoài đời mình dọn bàn, lau bàn, mình gặp bạn bè đến, mình làm những việc tạp dịch gì mình ngại. Còn mình trong chùa mình làm những việc đó nó kính trọng mình á. Vậy đây là công quả, hiểu không? Làm việc công quả chứ đâu có lãnh lương đâu. Dù mình ngoài đời mình có học cao hiểu rộng cỡ nào, đi làm cũng phải nhận lương. Mình vô chùa mình không nhận lương, đây mới là bậc trượng phu. Mình phải hiểu cái nguyên lý ý nghĩa, mình không có mắc cỡ. Mình phục vụ chúng sanh, mình chạy lăng xăng nhiệt tình hết mình luôn. Mình làm, mình lo lắng cho người ta, tại mình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình làm những việc này nó ý nghĩa, mình đâu có mắc cỡ. Không có gì mắc cỡ cả. Đó, nên phải hiểu nguyên lý của nó thì ở trong chùa tu đặc biệt tí lắm. Nó bây giờ coi, mỗi tuần thứ ba là chùa mình được có một bài giảng cho đại chúng. Các cụ được lên khuyên anh. Đúng không? Lên phiên lên, lúc này là các cụ lên phiên xuống nghe. Mà các cụ lên phiên nhiều nhờ hòa thượng á. Nhờ hòa thượng mấy cái buổi giảng mà ăn cơm ngưng nên mới có buổi giảng này. Rõ ràng luôn. Nếu mà gặp mà mấy buổi giảng ăn cơm mà còn là không có buổi giảng này đâu bạn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà giờ chúng phải không? Bây giờ mỗi tuần thứ ba thấy vui ghê không? Thứ hai bên kia, thứ năm bên Đại Tùng Lâm. Nó chúng được lên phiên suốt luôn. Mình niệm Phật mình tu, khi mình chết đi cũng để lại cái gì chứ. Không? Ồ. Mà năm mén kìa. Bà mắc rồi mà bây giờ bà còn ngồi nghe pháp kìa, bà vui bà cười kìa. Không? Để lại. Nó nên từ nơi đó mà bây giờ các cô đồ ban phục vụ, ban trưởng ban rồi thấy ý nghĩa không? Nó giống như bà thoát ngoài đời bà làm được cái gì đó. Vì mà bà bây giờ vô đây bây giờ bà cũng là phó ban trưởng bếp. Thấy không? Phó ban bếp. Bây giờ bà cũng lên chức rồi còn gì. Thấy không? Không nói vui vui vậy nhưng mà ý nghĩa trong cuộc đời rồi đó, thấy chưa? Giống như mấy đứa nhỏ 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 như bé Thảo nhỏ xíu con của mình, bây giờ người ta cũng nấu ăn ào ào. Thấy không? Rồi liên bình đồ ta nấu ăn được hết trơn, liên hũ đồ này kia đồ. Ta nấu ăn được, thấy không? Nó rồi con liên đình bây giờ mà người ta cũng sắp sửa lên trưởng ban của bên chăn màn. Hiểu không? Người ta từ từ người ta giỏi không phải giỡn đâu nghe. Nó gặp mà ngoài đời mà trời ơi đi có chồng rồi nó quýnh ra mà thấy. Tối ngày ngồi đâu mà ngủ lên ngủ xuống mà nó quýnh mà trời ơi nó quýnh mà chết mồ luôn. Mà bà này mà bả mà ngoài đời mà bả mà có chồng mà bả đẻ con dám bả quên cho bú. Bả lo ngủ rồi mà bỏ nhỏ khóc thấy mồ lòi muốn gúng luôn. May mắn thay bả đi tu. Mà giờ đi tu nó hảo tướng nó bự con. À, nó đi mà rồi ơi nhìn ba với mẹ nó nhập lại còn không bằng nó. Liên đình này là nó có thể gánh cha gánh mẹ đi giáp hòn núi Tu Di được nè. Vì nó quá bự con mà cha mẹ nó quá nhỏ. Cha mẹ nhỏ xíu con mà không biết nó giống ai mà nó bự vô cùng bự. Bự quá trời luôn, bữa nay bảy mấy rồi. Gần 80 ký rồi. Nó giờ người ta mà gần trưởng ban chăn màn mà khi cô Minh mà giảng sanh. Ý không phải cô Lan mà bả giảng sanh. Cô Lan mà giảng sanh là liên đình này lên chức. Không có chuyện giỡn đâu nghe. À, bây giờ người ta làm được việc ở đó trong chùa đó thấy không? Mấy đứa nhỏ nhỏ nào liên đình này xưa đi tu vô đây mười mấy tuổi đó con. Mà bây giờ người ta nó cũng làm được việc trong Tam Bảo hết trơn. Nhiều đứa nhỏ nhỏ nhóm cô Nhật đứa nào nó cũng giỏi. Bây giờ từ từ đứa nào cũng giỏi. Rồi con cô Lan con bé hôm nay làm việc cùng với Liên Nhẫn rồi. Con thấy không? Từ từ rồi trưởng thành hết trơn. À, bởi vì người ta nói nuôi con gái như trái bồ trái bi. Mau nhờ quý vị ơi. Ngộ ghê lấy quay 1-2 năm là bự quá trời luôn. Là được nhờ à. Lớn mau lớn ghê làm việc được hết trơn à. Nó như con chú Hoàng đồ vô như xíu này nó bự quá trời luôn. Bây giờ nó nuôi con gái như cái bầu cho bí mau lớn ghê thiệt chứ.
hiểu không? Từ nơi đó bây giờ gái chùa mình quá trời luôn. Cô Chính thấy không? Gái bao la bên cạnh cô Chính. Nên từ nơi đó mà nó vui gì đâu. Nên những buổi nói chuyện như Đức đơn giản với đại chúng thôi, để cho đại chúng trong chùa mình nó sống có ý nghĩa. Rồi các cụ già, các cụ thấy không? Xa con xa cháu, mà vô đây các cụ có con cháu đầy đủ hết trơn. Còn gì các cụ hạnh phúc luôn hơn gì nói gì chị. Đầy đủ hết trơn rồi đó. Nên mình phải thấy mình trân quý cái hoàn cảnh này nè. Mình cảm ơn Hòa Thượng xây cái hoàn cảnh này mình có được mình ở. Mình cố gắng mình niệm Phật, mình cố gắng mình tu. Mấy đứa bé nhỏ nhỏ gì một tuần hai tuần ở đây, các con thấy cái lối sống trong chùa chưa? Trời ơi đông vậy mà ngày nào cũng cười vui chứ. Nhà mình có khi kiếm nụ cười không ra. Sáng cái là người đi hướng đông, hướng tây, hướng bắc, lo mà đi kiếm tiền các con ô. Nên từ nơi đó mà khó khi nào ngồi lại bên nhau. Nên mình phải trân quý cái nhân viên này. Rồi mình lại sống có ý nghĩa nữa chứ. Làm việc ý nghĩa mà mỗi ngày lại được niệm Phật. Niệm Phật đó là hướng về tương lai giải thoát. Còn ngoài đời, cả đời của người khi cuối đời chết không được cái gì. Còn mình lại nuôi dưỡng cái thiện căn tâm mà mỗi ngày vậy là tới khi cuối cuộc đời, ngoảnh nhìn cuộc đời của mình lại thấy ý nghĩa. Rồi cuối đời mình được Phật Di Đà rước về Cực Lạc Tây Phương. Trời ơi còn cái gì nữa. Quá ý nghĩa luôn đúng không? Nó. Rồi giờ á, chú Tâm Nhiên ở đây là chú Kiệt á, bây giờ ông ở đây ông tu, bây giờ ông phục vụ Tam Bảo, nay mẹ cũng đến lai gai nữa rồi. Bây giờ cuối cùng bây giờ mà mẹ sinh có thằng trai một mà. Bây giờ mấy nhỏ gái mai mốt nó có chồng hết rồi. Rồi bà cũng phải vô đây bà tu thôi. Bà đeo đẳng mấy nhỏ làm gì? Thấy không? Bây giờ mà vô đây bà tu sau này chú Kiệt ông lo lắng cho mẹ. Thấy không? Chú Kiệt này ông nhiệt tình lo lắng cho mẹ. Ông đâu tiêu rồi, trốn đâu tiêu rồi. Từ nơi đó mà không tu ở đây mẹ vô thấy chưa, rõ ràng chưa. Nên mình ở trong chùa mình tu, mình miết mình tu đi, cha mẹ vô à. Nên những đức nói mình ở nhà mình đi có vợ có chồng chưa chắc mình nuôi cha nuôi mẹ mình đâu. Thật sự mà nói như chú Tâm Nhiên này, ổng mà có vợ có chồng nghe lời vợ hiền quá. Thường hiền là gặp con vợ dữ à. Thường là trong cái cuộc đời nó ngộ lắm, mình hiền là gặp vợ dữ, còn á vợ hiền lại gặp chồng dữ. Nó phải trang trải nhau. Mà mình mấy chú cũng hiền quá, mà gặp vợ dữ quá nó quay đầu, nó nắm lưu tay nó quay vòng vòng, nó kêu sao nghe vậy. Tối về nằm ngủ kế bên nó nói nè, anh phải gì nè nghe không, nghe lời tôi nghe không, nghe lời mẹ là chết, nghe lời mẹ là không có được ngủ trong đây nghe không. Lúc đó hiền quá. Dạ. Dạ. Thì nói sao nghe vậy chứ sao trời. Như chú Tùng này đồ mà ổng đi tu cũng hiền. Không. Ông lấy quay phim đại đó ông làm mắc cỡ kỳ cục chứ. Mà hiền hiền ngộ ghê. Thấy không? Nãy giờ chốn mới lú đầu ra kỳ cục. Nó nói ông chú Tùng này đồ cũng hiền nè, giờ chú Hiếu này cũng hiền nè. Mà chú Hiếu nó đẹp trai, nam nhi đại trượng phu mà, đầu đội trời chân đạp đất. Nó nhau chú Tùng được quay phim nay nhìn thấy đẹp trai, quay phim mà tướng quay cũng sang ghê, đúng không? Ông quay phim mà rồi ông quay mà từ dưới gạch ông quay lên tới trên lóc nhà ông quay. Ông quay có nghĩa là không sót chỗ nào luôn, quay ghê lắm. Con làm ông đặt máy quay phim, ông làm ông gọi xuống vậy nè. Ông gọi xuống xong ông bẻ lên từ từ. Mày quay phim đúng là giống như nhiếp ảnh gia. Đúng không? Nó nên cứ quay cái cô rồi cho nó rõ ràng. Mặt mày nghe chú Tùng. Tội nghiệp mấy đứa ngồi mỗi tuần có lặn cạo đầu sạch sẽ chứ, chứ quay thì sao mà rõ ràng. Chứ đừng có rung rung ở đây ông quay rồi. Nó được khúc trên mà không có khúc dưới. Hoặc được khúc dưới mà không có khúc trên nó chết bồ luôn. Ổng ưa rung, ổng rung xong là ổng quay người ta tự nhiên ở dưới không mà không quay trên. Kỳ cục đấy ghê. Quay cho đàng hoàng ngay cái mặt cho đàng hoàng. Thấy không? Rồi mấy đứa nhỏ nhỏ chứ mấy chú quay rồi cho nó đàng hoàng. Đây nè, chú Kiệt ông đứng ông quay mấy đứa con đó nghe. Đi xa chứ ông gum tuốt chứ á, nghe chưa? Nó ngồi cho đàng hoàng. Thế mà phim ảnh hay làm kỷ niệm luôn các con. Hiểu không?
người ta coi người ta nói trời con nít mà biết nghe pháp biết niệm Phật hay ghê, người ta khen câu thôi các con có phước. Nó chúng chùa mình quay phim là ai cũng khen đẹp hết chứ, ngồi nghiêm túc đàng hoàng mà ngồi viết rồi mấy bà cụ già trong chùa mình bà tu viết đó nghe, mà nhìn các cô mình với mấy bà cụ ngồi kế bên mà giống không biết mà ai già ai trẻ. Có kìa, nhìn xuống đi bị coi kìa, mà từ đây là các vàng trẻ mà xuống kế mấy bà già, mà nhìn mấy bà già với mấy cô mình không biết ai già ai trẻ luôn. Ngộ ghê, tu viết mà trẻ chung ghê trời, công nhận luôn, bà bảy mấy 80 tuổi đâu không mà trẻ vậy đó. Nghe thấy không, cái sự an lạc của nội tâm thấy chưa? Đó nên á, mỗi một người mình mà nghe gì rồi quý vị biết cái niềm vui nè, an lạc nè, khoan dung tha thứ nè, sống mỗi ngày không buồn giận ai để trong tâm. Đây là một phương pháp để tích tụ nguồn năng lượng cao cấp nhất. Nhớ. Giống như mà nhà Đức thường kể câu chuyện mà chàng nít cục tay cục chân, thấy chưa? Quý vị coi, ta cục tay cục chân mà trời ơi, người ta đi đâu cũng truyền lửa cho mọi người chứ. Nên những Đức nói nghe, tất cả những người bị bệnh hoạn khuyết gì lục căn, lé hay lùn hay hô hay súng răng hay là bị tật nguyền gì nghe quý vị, đừng có bao giờ tiêu cực sống nghe quý vị. Cái chàng nít cục tay cục chân mà đi đâu cũng truyền lửa cho người ta chân á, nên tuyệt đối không có sống tiêu cực. Dù mình bị tật nguyền gì, mình học dở hay mình nghèo nàn, tuyệt đối không sống tiêu cực, luôn luôn sống tích cực. Sống tích cực là nghĩ thiện, nghĩ tốt, sống vui, luôn luôn biết đủ thường vui, không có khổ. Khổ chi ạ? Khổ là nó hao năng lượng, là đố mình thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này đó. Đức từng nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi ngài kể câu chuyện nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng người Nhật, ông chuyên thí nghiệm nước, và khi ông thí nghiệm nước thành công là ngay cái chỗ ông dùng những danh hiệu, những cái tên của những người thiện và tên của những người ác, ông cho nước nó có thể thấy được tên của người thiện, người ác. Thí dụ như đây là một chai nước, ông dán danh hiệu A Di Đà Phật. Bên đây là một chai nước, ông dán tên của một người rất ác ở cõi đời này. Thì khi ông kết tinh lỡ hết, ông mới chụp hình, thì ông thấy cái chai nước mà được dán cái danh hiệu A Di Đà Phật thiện thì nó kết tinh rất là đẹp. Và cái chai nước mà ghi cái tên của một con người rất ác thì nó kết tinh rất là xấu. Lúc đó thì ông kết luận mỗi một con người chúng ta, cơ thể của chúng ta 70% là nước, 30% là xương và thịt. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta ý niệm buồn giận hận trách thì cơ thể mình sẽ kết tinh xấu lắm. Và bệnh hoạn ung thư, bệnh này bệnh kia là từ ngay tới cái tâm ác mà nó làm cho cơ thể mình bị mau già và xấu đi. Và cái ông Giang Bổn Thắng này, ông còn thí nghiệm mà ở bên Nhật có một cái hồ nó bị hư hoại, nước thúi lắm. Và ông mà rủ đâu 100 người thí nghiệm phát thiện tâm, phát thiện tâm đi vòng vòng cái hồ, phát cái tâm thiện để cầu nguyện cho cái hồ nước này nó giảm đi cái độ thúi nữa nè, hư thúi. Thì ông đã thành công. Thì khi những Đức nghe qua cái công đoạn này thì những Đức nghĩ rằng cái hồ nước đó giống như người bị bệnh ung thư hay là một căn bệnh gì mà không còn thuốc trị. Nếu như mình mỗi ngày mà mình mang bệnh gì mà mình mang một cái tâm thiện, niệm Phật, hoặc là cái tâm mà vui vẻ chấp nhận, vui vẻ chấp nhận, không có bực dọc, không khó chịu, thì chắc chắn rằng thì
cơ thể chúng ta cũng có thể hồi phục tốt đẹp. Giống như cái hồ nước thúi mà ông mang thiện tâm, ông đi vòng vòng cái hồ nó 100 người. Như vậy mà cái hồ nước nó giảm độ thúi tối đa luôn. Nhưng khi bỏ liều nó thời gian, tiếp tục cái hồ nước nó lại thúi nữa. Vậy thì nếu như mà mình ở gần với rất nhiều người thiện, rất nhiều người niệm Phật, rất nhiều người hiền, thì mình cũng sẽ tích tụ một cái nguồn năng lượng rất là cao. Cũng như giờ mình đang ngồi trong một cái hội chúng, mình nghe Pháp, toàn là con người muốn nghe Pháp, niệm Phật, thì đây là một cái năng lượng từ trường rất là tốt. Thì nó giúp cho con người mình rất là bình an. Còn nếu như mình ở trong một cái số lượng người rất hung bạo, hung ác, thì nó làm cho cái từ trường đó xấu đi, và bản thân mình cũng bị tổn hại. Thí dụ như mình ngồi trong một cái quán nhậu ăn thịt chó, thịt con này con kia, thì con người ta nhậu nhẹt lên thì người ta chửi thề hung bạo, thì mình ở trong đó cái từ trường vẫn làm ảnh hưởng tế bào của mình, làm cho tế bào bị tổn thương. Còn nếu như mình ở trong cái pháp hội niệm Phật, ngày Chủ nhật hay ngày lễ hay lại Quan Âm, hay là những buổi chia sẻ gì, mình ở trong đây là cái từ trường thiện. Mà cái từ trường thiện này nó cũng có thể nuôi dưỡng tế bào mình tốt đẹp. Nên tại sao có nhiều người ung thư, bác sĩ dạy, mà họ niệm Phật mà họ lại hóa giải được cái bệnh ung thư? Vì đây là phát thiện tâm, nên nó nuôi dưỡng cái tế bào mình tốt lại, và tích tụ cái nguồn năng lượng cho mình ngay chỗ phát thiện tâm. Nên có một cái trường học người ta thí nghiệm, người ta để hai cái cây. Một cái cây người ta ghi cái danh từ thiện và thu âm cái âm điệu thiện để ngay cái cây đó. Một bên là người ta để cái danh hiệu ác và thu âm cái điều mà hung dữ để cho nó nghe. Trong một tháng sau thì cái cây mà bị dữ chết queo, còn cái cây mà thương yêu thì nó sống tốt. Từ ngay chỗ thí nghiệm này thì quý vị biết rằng, nếu như một con người mà mỗi ngày mà mình khoan dung tha thứ và niệm Phật và sống vui vẻ, có nụ cười, thì chắc chắn rằng đây là người tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Chắc chắn. Mình chỉ cần thí nghiệm đơn giản vậy thôi là mình sẽ biết liền. Khi mình vui là tự nhiên sắc diện mình đẹp à. Mình vui là sắc diện mình đẹp. Dù mình có xấu cái nào xấu, nhưng khi mình vui sắc diện mình sẽ đẹp. Có những người ngoài đời nghe người ta không có tu hành gì đâu, nhưng mà ta thấy cái người này bữa nay hớn hở vui vẻ, hỏi ủa anh ba, chú số cái gì mặt cười vui vẻ dữ thật, nay thấy mặt vui dữ nghe. Bộ nay vô mánh cái gì hay gì à, anh ba? Ừ nay năm nay lúa thóc được lắm, trúng mùa, mới bán lúa xong nay vui quá. Nghĩa là bán lúa được dư tiền chút thôi mà vui, mà ta đi ta còn nhìn thấy. Mà người không có tu nghe, nói ủa bữa nay anh ba vô mánh cái gì, trúng số cái gì mà cười vui dữ ha. Đó. Còn cái tự nhiên bữa sau lại thấy mặt buồn hiu, nói ủa bữa nay bộ nhà có chuyện gì đâu mặt buồn dữ à. Vui buồn nó hiện lên gương mặt mình rõ ràng. Khi mình vui ta thấy rõ ràng mình vô mánh cái gì. Còn khi mình buồn người ta nói mình bộ bị lựu đạn nổ cái gì. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà tại sao chùa mình sống khỏe nhiều, bệnh tự hết luôn. Vì sao? Vì cái tâm trạng của người trong chùa mình an lạc nhiều. Cái niềm vui an lạc và nó kết lại quá đông người. Từ nơi đó mà bệnh chút đỉnh rồi, con người mình niệm Phật vui vẻ hết chân bệnh. Như nhiều đứa con nít vô chùa mình nó ở nửa tháng, một tháng là cái sắc diện nó thay đổi liền. Vì sao? Nó ở trong một cái môi trường thiện quá, rất nhiều người thiện. Mỗi ngày các cháu nó đâu có nghe chửi thề quýnh lộn hoặc là nhạc rap ầm ầm gì đâu, nó đều là nghe cái thiện rất là nhiều. Mà cái thiện này nó nghe nhiều quá thì nó hưởng được cái từ trường tốt, nó nuôi dưỡng cái tế bào tốt, nên các cháu sắc diện nó sáng sủa tốt đẹp. Nên con người mình mà muốn mình khỏe, sắc diện mình sáng sủa đẹp, thì con người mình phải cần là mình phát thiện tâm. Mà phát thiện tâm, khoan dung tha thứ, không buồn giận người để trong tâm, thường nhớ Phật niệm Phật, con người mình thường hướng đến tích cực á. Tích cực là cách là hướng thiện, làm thiện, nghĩ thiện. Những cái hành động của mình thường là thiện. Đây là một cái lối sống tích cực, mà đây là một lối sống mà tích tụ nguồn năng lượng rất cao. Mà khi con người cần thiết phải tích
tụ nguồn năng lượng. Vì sao? Vì giống như bóng đèn này mà không đủ điện thì nó mờ liền, nó giật. Chúng ta ngồi đây mà thấy nó khó chịu lắm, giật, hiểu không? Còn điện mà đủ thì đèn sáng. Như con người mình mà năng lượng mà đầy đủ thì con người thường vui, mà gặp sự cố gì mình rất bình tĩnh để giải quyết rất là mau, vì nguồn năng lượng đầy đủ. Còn khi con người mình mà thiếu năng lượng á, là con người mình nó mờ, trí mình nó mờ. Thiếu năng lượng là trí mờ liền, mà cái trí mờ rồi một cái việc nhỏ nó cũng xé ra to nữa, chứ đừng nói chi việc lớn. Nên con người mình khi mà thiếu năng lượng rồi, nghe nói bệnh đau, người ai bệnh đau, gia đình bệnh đau gì cái là hối hả, mình lúp chụp hết chân. Hoặc là nghe nói ai mắc ai gì cái là gọi là mình lúp chụp vì thiếu năng lượng. Còn khi con người mà năng lượng đầy đủ, mình rất bình tĩnh, việc đâu còn có đó, phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Tại vì bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Còn mình mà hối hả lúp chụp là mình không giải quyết được vấn đề gì hết. Những cái điều nghe này nó quan trọng dữ lắm luôn quý vị. Những cái việc nghe này nó rất là quan trọng luôn. Nên quý vị biết rằng là cái việc mà quan trọng nhất của đời người chúng ta, là quý vị biết quan trọng nhất là ai của chúng ta mà để cần tích tụ năng lượng cao nhất không? Mình. Mình là quan trọng nhất. Thí dụ như có những người, người ta đang ngồi nghe pháp gì, cái ta đi kiếm người thân, đi kiếm người này người kia để làm chi, đâu mất tiêu mà không biết nữa. Nghe pháp mà nó không biết nó đi đâu à. Có nhiều người làm cha làm mẹ, có những người bạn bè đang ngồi nghe pháp gì cái tự nhiên chạy đi kiếm người. Có nghĩa là bản thân mình không biết tích lũy cho mình nguồn năng lượng. Mình muốn cái năng lượng mà cho được người ta là bản thân mình phải có năng lượng. Còn bản thân mình chưa được cái gì mà đi kiếm người ta, đi kêu người ta, đi hỏi han người ta. Mình trước nhất mình phải tu được. Nên trong nhà Phật cái câu rất hay: muốn độ người trước phải độ mình. Cái bản thân mình á, là phải được. Khi mình được rồi đó thì mình mới giúp được người ta. Vì mình đầy đủ nguồn năng lượng, mình đầy đủ sức. Giống như mình có sức mạnh mình mới dìu người yếu. Chứ mình yếu rồi sao mình đỡ người yếu? Yếu mà đỡ yếu thì hai bên nó té nó đè nhau chết queo luôn. Giống như tên này biết lội thì mới vớt cái tên không biết lội. Chứ cái tên này không biết lội mà nhảy xuống cứu cái tên chết chìm thì hai tên nó ôm nhau nó chìm ngủm, chết queo một lượt, đúng không? Nên Phật Pháp dạy rất là hay. Có người khi bình tĩnh là bản thân mình ở đâu là mình được trụ tâm ở đó. Mình rất là bình tĩnh, mình đang niệm Phật, mình đang tu. Người thân mình họ tu không tu mặc kệ họ. Họ đã đi đến chùa, họ nghe Pháp không nghe Pháp kệ họ. Bản thân mình là mình cứ nghiêm túc, mình được lợi ích một thờ. Trước nhất là phải có một người lợi ích. Còn nếu không, không ai được lợi ích thì không có được nhờ gì hết. Nên bản thân mỗi người chúng ta, người thân có được hay không được kệ họ, bản thân mình phải được. Hiểu không? Bản thân mình phải được. Đó. Thí dụ như những đức đi tu mười mấy năm nay, người thân, gia đình, bạn bè, anh em, có ai mà gặp những đức mà nói rằng ô thầy đi con đường thì khổ quá? Không có ai nói điều này chứ. Mà cũng không có ai mà gặp những đức mà nói rằng thầy đi con đường này sai à. Hoặc là không có ai mà dám ý kiến ý cọ những đức cái việc con đường những đức đang đi tu. Vì sao? Người ta tích tụ cái nguồn năng lượng còn cao hơn họ nữa mà. Làm sao họ dám nói tới người ta? Còn mình vì sao mình đi tu mà người ta gặp mình ta ý kiến ý cọ tùm lum? Vì mình thiếu năng lượng. Mình thiếu năng lượng. Nên có những người mình ở trong chùa mình thiếu năng lượng. Bằng cách nào vậy? Mình gặp người thân mình cái là mình đeo tới họ mình khóc. Giống như mình nhớ của nội của ngoại vậy thôi. Từ nơi đó mà mình thiếu năng lượng hơn người ta. Người ta ngoài đời trong khi người ta gặp bao nhiêu việc xấu ác, vậy mà người ta vô thăm mình mà người ta còn hớn hở. Còn mình ở trong chùa mình gặp người ta mình đi khóc, không biết lý do gì khóc nữa. Đúng không? Nên tất cả các cô, các chú, các thầy trong chùa mình ai cũng sống tích cực hết. Ai cũng nghĩ ai với Đạo Phật, nghĩ Tây Phương Cực Lạc và sống cho tốt. Tại nghĩ ai với Đạo Phật, nghĩ Tây Phương Cực Lạc thì sống tốt. Sống vì mọi người, không buồn giận ai thì cuối cuộc đời chắc chắn Phật sẽ rước chúng ta về Cực Lạc là chắc chắn ha. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng mọi người có sức khỏe và sống bình an. Niệm Phật cả đời, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Ai với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về không tất cả tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.